dù gặp những sự trở ngại khổ đau gì trong cuộc đời, mình vẫn nghĩ rằng mình có một điểm đi về, thì tự nhiên cái tâm trạng của mình nó thoải mái và nó an lạc dữ lắm. Có cô kia hồi nãy cô gặp như đứa, cô nói dạ thưa thầy, con nhờ mỗi ngày nghe thầy giảng, chứ nếu không chắc con sống không nổi. Nói vì sao à? Đã nghèo, đã khổ mà còn chồng đánh. Nghèo, khổ mà còn chồng đánh, quý vị thấy thê thảm chưa? Phải chi giàu mà khổ, mà chồng đánh thì còn có được cái giàu. Còn cái này nghèo, khổ mà còn chồng đánh, nghĩa là nó mất sạch hết luôn. Rồi xong bà nói rằng là nhờ mỗi ngày nghe thầy giảng nên sống nổi. Tại vì sao? Vì con cứ nghĩ con niệm Phật, khổ chịu đựng, rồi có phương hướng đi về, đó là thế giới cực lạc. Thấy không? Rõ ràng không quý vị? Có một điểm đi về. Cách nay 5 ngày, có một cái chú này gia đình giàu dữ lắm. Người vợ đến gặp Nhân Đức nói: thầy ơi, chồng của con mới có 45 tuổi, lớn hơn thầy 3 tuổi. Công ty anh lớn dữ lắm. Anh nghĩa là cầm sự nghiệp trong tay quá lớn. Nghĩ rằng 45 tuổi nên chưa có cái việc mà chia chác tài sản cho con. Nghĩ mình mới 45 tuổi, quá giàu. Xong anh ngủ một đêm, sáng mai anh nằm trong mùng anh chết luôn thầy. Nghĩa là bao nhiêu người ngỡ ngàng vô cùng thầy ơi. Sao cuộc đời vô thường quá. Nhân Đức nói, thì chị nghe Nhân Đức giảng mỗi ngày rõ ràng. Cuộc đời rất là vô thường mà. Chúng ta sống được 45 tuổi chúng ta ra đi, còn có những người ta rất nhỏ người ta đã đi rồi. Trong cái cuộc đời này không phải nói rằng là bệnh rồi mình mới chết đâu quý vị. Có những người rất là khỏe tự nhiên muốn chết chết. Khi thọ mạng đến muốn chết chết rồi. Nên những ngày tháng mà chúng ta có thể tạo được phước duyên cố gắng làm. Nên quý vị thấy tại sao mà Nhân Đức có thể lo cho 2.000 người trong chùa được. Tại vì Nhân Đức cứ nghĩ rằng bây giờ mình còn khỏe, những gì mình làm được mình nên làm đi. Tại vì mình thấy có nhiều người ta giàu vô cùng, ta chết ta có cầm theo được gì đâu. Đa phần con người đến với cái cuộc đời này nghe quý vị. Phật nói rằng là tạo cái mà cầm đi không được thì mình cố công tạo lắm. Còn cái mà cầm đi được mình không có tạo. Nên Nhân Đức bây giờ chú tâm vào tạo cái mà mình cầm theo được. Tạo cái cầm theo được. Thật sự mà nói với quý vị là cuộc đời mình rất là vui mà mình còn cầm theo được những cái mà mình tạo ra trong cuộc đời này. Tiền bạc vật chất của cải danh tiếng mình không có cầm theo được đâu. Như cái anh đó, anh giàu vô cùng, anh chết cái anh đâu có cầm theo được đâu. Mà vợ nói rằng là những cái tiền bạc của anh đứng tên nó bị đứng là hết, dính hết. Thấy chưa? Mà cái thời gian tạo tiền đó, nó tạo bao nhiêu cái nghiệp ở trong cái kiếm tiền quý vị à. Nói lời giả dối, nói những lời không đúng đắn. Ai đụng tới của cải mình một cái là không được đâu. Nó tạo bao nhiêu cái nghiệp, mà nghiệp thì mình cầm theo, tiền thì để lại. Mình cầm cái nghiệp đi gặp vua Diêm Vương tính sổ. Giống như những đứa đọc một câu chuyện mà trong cái quyển sách Hồi Dương Nhân Quả. Khi cái ông này ông chết, ông giàu, ông chết, ông xuống gặp vua Diêm Vương, ông nói rằng là con đi xuống đây con gặp cái cung điện của ngài cũ quá. Với âm phủ mà mờ mờ ảo ảo. Cũ quá, nếu ngài cho con sống lại con đem tiền xuống con xây dựng lại cho. Lúc đó vua Diêm Vương nói rằng bây giờ ta dặn ngươi là đến gặp cái đi lợi ngay chăng chỗ nghiệp cảnh đài cho ngươi nhìn. Trong thời gian ngươi chết và tới bây giờ thì vợ thì có chồng khác, con thì hư hỏng, của cải sạch. Thì ông nhìn vào nghiệp cảnh đài một cái, ông ôm đầu ông khóc. Ông nói cả cuộc đời tôi tạo cái sự nghiệp này, bây giờ cuối cùng tôi chết đi, bây giờ phải cầm cái nghiệp đi xuống đây để tính sổ. Không cầm theo tiền bạc vật chất gì cả. Thấy không? Nên mình nghe đạo mình hiểu rồi, tự nhiên đối với danh lợi của người mình nó nhẹ bớt đi. Thật sự mà nói cuộc đời không có tiền thì không sống được. Nhưng mà không nhất thiết cái gì cũng phải kiếm tiền. Hãy nhớ. Thật sự mà nói thì Nhân Đức là người tu hành, Nhân Đức cũng cần tiền chứ. Tại vì sao? Đâu phải Nhân Đức sống mình Nhân Đức đâu. Nhân Đức phải nuôi 2.000 người mỗi ngày. Nhân Đức phải làm bao nhiêu chương trình, phải có tiền mới làm được. Nhưng mình theo cái nhân duyên tùy duyên mà mình làm. Nhưng có nhiệt tình làm cho người ta. Vì một ngày nào mình ra đi mình cũng cầm theo được cái phước duyên của mình đã tạo. Còn nếu không toàn là mình tạo tiền bạc vật chất để lại hết. Nên mới nói rằng là rất nhiều con người cả đời của họ tạo cái mà cầm đi không được không. Còn nhiều người chúng ta nặng vấn đề về cái việc
Chúng ta làm cha làm mẹ chúng ta phải làm sao tạo cái sự nghiệp cho lớn, để làm chi? Để sau này con mình không có khổ, con mình không có thua người ta. Rất nhiều người làm cha làm mẹ đều có cái tâm trạng này, nên cả đời của cha mẹ phải khổ vì con. Nhưng khi con không có phước thì dù mình có để cái của cải lớn lại con cũng không cầm được mà con phá sản. Giống như cái tâm của mình lớn như cái lu, con mình cái tâm nó lớn như cái ly. Bây giờ quý vị đem nước của cái lu mà đổ vô ly, đổ cũng không được. Đổ vô thì giỏi lắm, nó đầy cái ly thôi chứ không thể nào mà nó chứa được cả cái lu đó quý vị à. Muốn con mình hưởng được cái phước báo lớn thì phải gây dựng cho con mình cái tu phước tu duyên. Cái này là cái cực kỳ quan trọng luôn, phải nhớ. Nên những điều nhà Đức chia sẻ đây nó rất là gần gũi cho quý vị nghe để mà mình áp dụng trong cuộc đời. Thật sự mà nói, mỗi một con người chúng ta ngồi ở đây, không ai mà không có cái cảnh khổ trong cuộc đời này. Nghĩa là mỗi nhà đều có cái khổ, mỗi người đều có cái khổ, mỗi người đều có cái nghiệp. Ông thầy tu ông cũng có cái khổ của ông, chứ không phải nói là cạo đầu rồi mà hết khổ đâu. Sống trong cuộc đời này mà nói là tứ đại giai không, thầy có ăn không? Có. Có ngủ không? Có. Có bận đồ không? Có. Thầy có ham tiền không? Cũng có. Thầy có sân si không? Có. Thấy không? Vậy mà làm sao mà không khổ được quý vị? Đâu phải nói tu một cái là buông được hết tất cả đâu, nhưng mà nó nhẹ bớt đi. Và tu từ từ mình mới thấy cái bộ mặt thật của tham sân si. Thấy được bộ mặt thật của nó từ tâm của mình, rồi mình giảm tối đa về cái tham sân si, nên nó đỡ khổ. Nên những đức mười mấy năm nay đi tu, thấy càng tu càng vui là gì? Mình mỗi ngày mình gần với các cụ già trong chùa. Chùa chúng ta mới 5 ngày nay mà mắc 3 bà cụ. Chùa mình thì đông quá. Bây giờ người già về kiểu này là mai mốt người ta càng về đông. Ở đây bây giờ mỗi ngày 700 người ở, mà một ngày tu 4 thờ. Bên Đại Tùng Lâm bên đó bữa nay 700 người bên đó ở, mỗi ngày cũng tu 4 thờ. Bên Hộ Pháp chúng ta mỗi ngày 600 người. Hộ Pháp 600 người ở xuyên suốt, mỗi ngày 3 điểm chùa với một đạo tràng bảo tháp. Quý vị coi số lượng đông người vậy, mà những đức cũng thấy mỗi ngày nó cũng vui. Tại vì sao? Vì mình làm được những việc thiện nguyện trong cuộc đời quý vị. Thấy nó bình an là cái tâm của mình thương các cụ già. Mình lo cho các cụ, khi các cụ yếu đi mình hộ niệm, rồi mình đưa tiễn các cụ đi. 3 ngày nay ginh được 3 cái quan tài. Mỗi lần ginh quan tài là nhắc mình, bữa nay mình ginh người ta, không biết một ngày nào ta ginh mình đấy. Rồi mình nói lại mình, hiền lại bớt đi. Thấy lúc này hung dữ lắm. Thấy chưa, sân si lắm. Hiền bớt đi. Dù mày có tạo của cải nhiều, danh tiếng lớn cỡ nào đi chăng nữa thì chạy đâu cỡ nào cũng chạy vô quan tài. Thí dụ như Phật tử ngồi đây, quý vị có đắc nhiều đi chăng nữa, cò bay thẳng cánh nhưng quý vị bay vô cái quan tài có chút xíu. Có ai mà nằm mà giang tay giang chân ra hết mà mảnh đất của mình không? Đúng không? Nghe vậy đó, nhưng mà nói thôi con chưa buông đâu thầy. Đúng không? Đó. Mọi người nghe gì cảm thấy tự nhiên nó nhận thức được quý vị, nhận thức được. Nên bữa đó như Đức nói với cô ca sĩ Kim Tho, nói rằng cuộc đời con người chúng ta kiếm tiền cũng nên kiếm, nhưng có những khi phải kiếm phước. Vì sao? Có phước thì mới có tiền. Chắc chắn luôn, 100%. Nhân Đức đi làm cho thành phố 11 năm, Nhân Đức chưa bao giờ suy nghĩ rằng mình kiếm phước. Điều tin vào bản thân của mình, tự lực cố gắng sẽ được. Không được quý vị. 11 năm không được gì hết. Khi thấy mình không có cơ hội thành đạt, Đi tu vô chùa nghĩ rằng mình chỉ cần có 3 buổi cơm mình sống qua ngày là được. Không ngờ vô chùa mình lại nuôi người già,
Rồi bây giờ mình lại làm những chương trình gì? Cuộc đời những đứa có nằm mơ cũng không dám nghĩ. Nằm mơ cũng không dám nghĩ cái gì nữa. Bây giờ trình độ của mình mà ngồi giảng pháp cho người ta nghe đông gì, những đứa không dám suy nghĩ tới đâu. Nói tới trình độ mình sao mắc cỡ quá. Mắc cỡ vô cùng. Hiểu không? Nên những đứa nói rằng là hát hay không bằng hay hát. Những đức cũng ông thầy mà gọi là hay hát. Tối ngày, ngày nào cũng giảng pháp mấy thờ đúng không? Siêng năng, cứ nhắc người ta từng chút từng chút. Có nhiều người người ta cũng nói dai, nói dài, nói dở, người ta chê. Nhưng mà họ kệ, mình cũng chường cái mặt ra đãi. Mình nhờ siêng năng vậy đó mà người ta thương. Người ta thương, người ta mới ủng hộ. Thấy chưa? Ngộ ghê không? Đó. Chứ thật sự mà nói, nhiều người thầy người ta giảng pháp hay lắm. Người ta có học thức, người ta giảng rất là hay. Nói tiếng cũng hay. Còn mình thì nói chuyện thì nó đầu này nó gáp đầu kia nó gáp đầu nọ. Có nghĩa là những đức là cái dạng mà giảng pháp thập cẩm mấy vị. Học cẩm nghĩa là dính đầu nát. Hiểu không? Tùy duyên đi. Học cẩm mà nó, chứ mình không có gọi là thăng bài hay là mở bài thăng bài kết luận. Có khi mới vô cái kết luận chút rồi mở bài, có nghĩa là nói chuyện mà, có nghĩa là nó thập cẩm mà. Nên từ nơi đó mà ngài giảng bốn thờ mà tự nhiên cũng có nhiều người muốn nghe. Chứ nếu như mà bây giờ mà mình mở bài rồi thăng bài kết luận cứ làm gì á, viết nó theo quy trình ngát, họ nhìn được và họ biết được cái quy trình nói chuyện của mình. Nhưng mà những đức thì nó lộn tá lả hết, nên viết mấy bạn nghe có khi có mấy câu nói hoài à, nhưng mà bà không nắm được nổi. Cuối cùng nó, thầy này giảng hay nghe. Đó, tóm tắt dẫn là cái gì? Nhiệt tình. Thí dụ như tu sĩ hay ca sĩ gì chứ, nhiệt tình là người ta thương, mà ta thương thì có tiền. 100% luôn, người ta thương mình mới có tiền. Bây giờ nhà đứa thấy rõ ràng luôn, nhiều phật tử mà bây giờ đi, có nhiều bà cụ già đi, vàng của bà để 4-5 chỉ có bao giờ bà cho ai? Nhưng Đức thấy rõ ràng luôn, bà gói mà 4-5 miếng vải. Bà gói có nghĩa là 2 năm một miếng vải, 2 năm một miếng vải. Nhưng Đức nói sao bà không lấy miếng vải cũ này bà bỏ đi. Bà nói không, miếng vải cũ nó có mùi vàng. Bà nặng đến mức như vậy luôn. Vậy đó mà bà gặp Nhưng Đức, bà dám đem cái đó bà đưa Nhưng Đức. Nhưng Đức hỏi gì sao mà bà có thể đem cái này bà đưa Nhưng Đức. Bà nói là vì con thương thầy. Chỉ đúng vậy thôi. Vì con thương thầy. Những đức hỏi vì sao bà thương những đức? Nói, tại vì thầy thương người già. Vì ngày thầy thương người già. Giống như chùa mình, mấy cháu nhỏ đi đến chùa, nó học đệ tử quy trong mùa hè mấy trăm đứa. Xong những đức thấy bây giờ cho các cháu gì ta? Cái đặc biệt gần gũi nhất là con người người ta khi ngủ mà có cái gì ôm. À, bây giờ mình đem 200.000, thí dụ như mình cho nó xài hết. Thôi, mình lấy 200.000 mình mua cho mỗi đứa một cái gói ôm. Đúng không? Nó về nó ôm cái gói nó ngủ nó nhớ mình. Mà nó nhớ mình thì sau này khi nó lớn lên nó làm ăn nó thành đạt nó đâu có quên mình. Đúng không? Suy nghĩ đi. Không bao giờ nó quên mình nghe. Tại vì hồi xưa nhà Đức còn nhỏ, nhà nhà Đức nghèo mà nhà Đức là có cái tính thích ăn chuối. Nhưng mà cả chuối cũng có ăn. Mà cái người đó cho nhà Đức có một nải chuối một thôi, mà nhà Đức nhớ hoài người đó cho nhà Đức nải chuối. Nhà Đức nghĩ rằng con nít mà mình tặng nó một cái gì đó thì cả cuộc đời nó sẽ cảm ơn, nhớ mình dữ. Mà cái nhớ mình mới dạy được, mình mới dạy các cháu được. Rồi xong ở thêm tiếp tục cho gói ôm, xong ở tiếp tục tới bữa nay luôn, gần 3 tháng hè.
mà ở trong chùa mím mặt siêng năng ngoan các cháu nhỏ. Xong thấy tội nghiệp quá. Bây giờ lễ Quan Âm xong bắt đầu là đi về. Thấy gì hôm qua những đức cho thì mỗi đứa 200 ngàn lì xì. Cũng cỡ mấy trăm đứa. Mình thấy rằng thôi, có nhiêu đó thôi, nhưng mà các giáo nó cảm giác rằng thầy thương mình. Nó nghĩa là cho xong những đức nói con giờ con đem 200 ngàn này nè. Con nữa con ra chợ con mua món quà gì á, cho ba mẹ con chút xíu đi, bằng tấm lòng của con đi. Cái hành động này của con đặc biệt lắm đó con à. Dạy nó. Thấy không? Nên cuộc đời của người mình quý vị đến với nhau á, có những khi á, mình thấy duyên nó đủ đến lúc phải có tiền thì tiền nó đến. Còn có những lúc mình thấy chưa đủ duyên thì phải tạo phước. Người như vậy thì cực kỳ khôn khéo, gì có phước mới có tiền. Nhớ. Nên những đức nói với ca sĩ Kim Tho rằng là cái lượng Phật tử này mà những đức mà tập trung được không đơn giản. Toàn là những Phật tử chuyên tu, chuyên niệm Phật. Chùa chúng ta là chùa chuyên niệm Phật. Mà những người này họ có một tâm nguyện niệm Phật, muốn sanh về thế giới của Phật lắm. Mà mình lại đi hát cho những con người mà tương lai sẽ sanh về thế giới của Phật nghe. Thì bị duyên cỡ nào chưa? Duyên này không đơn giản chút nào. Có nghĩa là Phật tử chùa mình đa phần là Phật tử người ta niệm Phật và được nghe Pháp. Những đức chia sẻ 7-8 năm nay mà tập trung được một cái lượng Phật tử này rất là đông. Mà Kim Tho cũng nghe những đức chia sẻ Phật Pháp, rồi bắt đầu là cái duyên từ từ, rồi rủ em phú quý được. Rồi bữa nay thêm gì Dương Ngọc Thái hả? Rồi gì ai nữa đây, đâu mất tiêu rồi. Phương Nhạc ha. Những đức một là đọc chữ đọc không được chạy nè. Khi mà coi chữ thì cứ là lọ mọ đọc sai chính tả. Nên nhiều Phật tử nói từ khi biết thầy tới giờ mười mấy năm chớ hề thấy thầy nhắn một cái tin nhắn. Những đức nói nhắn tin nhắn bậy bạ, chồng mấy người đánh thấy một. Vì sao? Nhắn lộn, hỏi thăm sức khỏe mà người ta tưởng đâu chọc vợ người ta thấy một, không dám nhắn, tại ưa nhắn sai ấy. Vì nên từ nơi đó mà đọc chữ cũng đọc không nhanh. Nên từ nơi đó mà cái đặc biệt nhất của mình mà đến với Phật tử là được ta quý thương là gì? Mình phải nhiệt tình. Nhớ, tu sĩ hay ca sĩ gì phải nhiệt tình. Nhiệt tình. Nhiệt tình và gì? Gần gũi. Nhiệt tình và gần gũi. Khi gần gũi người ta thương mình. Mà khi người ta thương mình lỡ hát dở một chút, người ta vẫn ủng hộ mình 100% luôn. Chính những đức mà có khi mà mình giảng dở, người ta vẫn vỗ tay hoài. Tại vì sao? Người ta thương mình. Nên những đức từng nói rằng thương người thì thương cả lối đi, mà ghét người thì ghét cả tôn ti họ hàng. Người ta mà thương mình mà ta nghe dòng họ mình, ta cũng thương ké nữa. Mà người ta ghét mình, ta ghét luôn cái dòng họ mình đó. Thấy không? Đúng rồi. Đúng rồi. Thấy chưa? Nên từ nơi đó mà cái duyên của người tu sĩ và ca sĩ đó nha. Nếu mà mình tiếp nhận Phật Pháp được, cái duyên của mình nó kết với công chúng dễ lắm. Những đức là thật sự mà nó nhờ học Phật, mình biết như thế nào là kết duyên với công chúng. Có nghĩa là mỗi một con người chúng ta sống trong cuộc đời này, mỗi người chúng ta ai cũng muốn mình được người ta thương yêu. Nhưng mà lạ thay, mình không đi thương yêu người ta, lấy đâu người ta thương yêu mình? Mình phải đi thương yêu người ta thì người ta mới thương yêu mình. Giống như bây giờ mình làm vợ, mình muốn chồng mình thương mình dữ lắm, mà mình tại sao không thương chồng mình? Mình hãy thương người ta bằng cả trái tim. Vậy thì ta thương mình bằng cả trái tim thôi chứ thì sao? Nó bây giờ quý Phật tử đi đến đây, mình thấy rõ ràng như ngôi nhà mình không? Như ngôi nhà mình, nên quý vị đi đến đây vì cảm thấy ấm áp. Rồi ông thầy ông gần gũi, ông nhiệt tình, ông hết lòng hết dạ. Nên từ nơi đó mà mình đến với nhau rất là thật lòng.
Nên mỗi lần mà Như Đức làm cái gì, cái là quý vị ủng hộ hết mình. Là tại vì sao? Quý thương, nó mà ủng hộ. Nên Như Đức dạy các cháu nhỏ đi vô lớp đạo làm con, Như Đức dạy ba cái nền móng của cuộc đời khi thành công. Mà ba cái nền này Như Đức không phải lót từ nhỏ đâu quý vị. Từ nhỏ Như Đức phạm ba cái nền này. Nên cả đời Như Đức có tính toán cũng không thành công được. Năm 29 tuổi gặp được Phật Pháp, thì ra mới biết Phật Pháp dạy mình ba cái nền để thành công trong cuộc đời. Điều thứ nhất là phải tập nói thật. Nhất định phải tập nói thật. Dù nghèo chết bỏ phải nói thật. Nhiều người mình nói rằng, ủa nói thật bị người ta gạt sao, nói thật quá ngu. Những Đức nói thật nhưng mà người ta tin tưởng mình mới thành công. Điều thứ hai là tuyệt đối không tham cái của mà không phải của mình. Mình đã không tham cái của không phải của mình vì mình tin nhân quả. Đối với anh chị em bây giờ cha mẹ chia của sao mình nhận vậy, chứ mình không có ganh tị. Anh mình có nhiều hơn mình mừng, em mình có nhiều hơn mình mừng. Chứ mình không có cái chuyện mà mình đi đấu đá với nhau tình anh em, chị em mà đi giành giật của cải của cha mẹ cho. Cái tâm vậy là mình không hiểu về định luật nhân quả. Con người mình sống vậy là mình không được tiếp nhận giáo dục. Nên con người nhất định phải tập, nhất định không tham. Ví dụ vì hỏi những đứa có tham không? Có. Nhưng mà tôi tham vọng cực kỳ lớn, không có tham tầm thường. Tôi nhất định cuộc đời của tôi phải tham lớn, không có tham nhỏ. Thí dụ như có nhiều Phật tử đi đến chùa gặp những đức vừa nhìn, những đức biết Phật tử này cúng dường miễn cưỡng. Tại vì cái cảm giác mình trong chùa lâu năm quá, mình kinh nghiệm, cúng dường miễn cưỡng. Thấy người ta cúng theo. Những đức đều phát tay rằng, để tiền đi xe về đi, cứ lo cho gia đình mình đi. Vài lần sau thì tự họ cảm nhận với mình, lúc đó cúng dường gọi là gì? Cúng dường chân thật. Có những đồng tiền chúng ta không cần phải cầm, chúng ta hãy nuôi đồng tiền đó đi. Nuôi đồng tiền đó đi, đến một ngày đủ duyên hãy cầm. Người như vậy thì sự thành đạt quý vị rất là lâu, chứ không phải lúc nào cũng đi cầm tiền. Nên những đức nói rằng tham vọng của tôi rất lớn. Mà tham vọng gì? Tôi mong tôi làm được nhiều việc cho chúng sanh. Đó cũng là một cái tham vọng. Đồng tiền tôi có không ít đâu quý vị, rất nhiều. Nhưng mà tôi giải ra hết. Vì sao? Tôi muốn gieo cái hạt giống trong cái cuộc đời này. Đó là hạt giống Bồ Đề. Nhớ. Bây giờ cầm tiền trong người không làm, cảm thấy rằng mình lương tâm mình nói sao? Nên đối với các cụ già, nuôi các cụ là cứ lo cho các cụ ăn uống đồ đàng hoàng. Mấy bà già mua cho mấy bà bữa đó, người cái gói ôm, bà ngủ, bà nói, trời ơi, thầy mua gói ôm ngủ ngon gì đâu. Thấy không? Nó đâu có bao nhiêu tiền đâu. Nhưng mà có khi một cái tình cảm nho nhỏ gì, có nhiều người ta nghĩ ta nuôi cha mẹ người ta. Ta nói rằng là cha mẹ người ta nuôi, lo cho ăn uống đầy đủ, nhà cao cửa rộng, chưa chắc. Quý vị hãy tỉ mỉ bằng cái tấm lòng quý vị dành cho cha mẹ. Dù mình nghèo tiền nghèo bạc, nhưng cái tấm lòng mình dành cho cha mẹ nó có nghèo. Có những món quà nho nhỏ nhất, nhưng mà nó lại có một cái tình cảm cực kỳ sâu đậm. Như những đứa mua cho mấy cụ, mọi người cái gói ôm cho bà ôm, thương yêu lo bà, nói bà nghe. Có nhiều Phật tử nói, con ở nhà con nuôi một người mẹ mà sao khó quá thầy ơi. Sao thầy nuôi 1,000+ người mẹ mà nuôi được. Những đứa nói chỉ có tình thương. Con người ai cũng cần được thương hết á. Chỉ cần mình có tình thương là người ta thương mình. Mà người ta đã thương mình thì người ta nghe lời mình. Xin thưa quý vị, khi người ta thương mình, người ta rất sợ mình buồn. 100% luôn. Những đức lo cho 100 cô trẻ để nuôi các cụ già. Những đức rất là lo lắng cho các cô. Các cô rất sợ những đức buồn. Khi những đức mà buồn một cái, các cô rất là sợ. Thấy không? Nhìn ra rõ ràng. Thì ra là mình có thể áp đặt người ta cỡ nào, nhưng mà người ta không thương mình thì mình không nói được người ta. Chỉ cần làm sao người ta thương mình thì nhất định người ta sẽ nghe lời mình. Chắc chắn luôn, 100% luôn đó. Nên quý vị thấy Phật Pháp như Đức chia sẻ, nó rất là gần gũi trong cuộc sống luôn. Trong cuộc sống con người chúng ta lúc nào cũng tiền. Tiền chưa chắc vạn năng đó quý vị à. Những đứa nó gặp rất nhiều người giàu, mà họ gặp những đứa họ nói họ khổ lắm. Những đứa hỏi họ,
Cô biết cô thiếu cái gì không? Cô thiếu tình cảm. Cô có tiền nhưng cô lại thiếu tình cảm. Nếu như con người có tiền, có tình cảm đó thì quá đặc biệt. Xin thưa với quý vị, những đức hiện tại đi tu, nhưng mà nói mạnh dạn một câu, những đức cũng có tiền mà cũng có tình cảm luôn. Tiền và tình cảm như đức đều có hết. Nên những đức sống những ngày tháng rất bình yên, mà biết dùng tiền để làm lợi ích cho mọi người. Đây là một cái việc mà những đức chia sẻ thật lòng đó. Tại vì sao? 4 ngày pháp hội này không đơn giản đâu quý vị. Như hồi sáng giảng một buổi, giờ này giảng một buổi, 1 giờ rưỡi giảng một buổi, tối giảng một buổi lại với quý vị 500 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. 4 ngày 16 buổi giảng, 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Pháp hội này gọi là pháp hội thù thắng. Nên mấy anh chị ca sĩ mà đủ duyên, chúng ta rất là đặc biệt kết duyên. Những đức thì nghĩ cái gì nè, trong đây cũng có nhiều bà con ở vùng sâu vùng xa, người ta lên đấy vùng xa lắm, thấy ở Cần Thơ mà có cái cô kia, cô dẫn cô ở bên Thị Sĩ vậy đó, cô dẫn 2000 người đi đến đây tu. Một mình cô dẫn 2000 người đi, mà những đức thấy chụp hình rồi quay lại cho những đức coi, là họ phải rước người từ trong vùng sâu vùng xa Cần Thơ mà dùng sông nước. Họ rước, họ lấy xe, họ lấy ghe tàu, họ chở ra đường. Rồi họ mới thuê xe, họ chở lên đây. Và hoàn toàn cái cô bên Thị Sĩ, cô trả tiền xe hết luôn. Trả tiền xe hết luôn. Và cô nói 19 tháng 9 cô sẽ dẫn 4000 người. Cô nói rằng là con nghe lời thầy, tiền con có từ hôm nay con làm hết việc cho Phật Pháp luôn. Nói, tốt, con cứ làm đi, không bao giờ hết, 100% luôn. Chính những đức nè, ở trong ngôi nhà Tam Bảo này, ngày xưa những đức có tiền, những đức chỉ biết lo cho bản thân mình thôi. Bây giờ những đức đi tu, những đức có tiền, những đức mong làm việc cho mọi người, mà càng làm càng nhiều, không bao giờ hết. Nên những đức tin vào cái phước khi chúng ta tạo ra lắm. Nên người xưa nói câu rất là hay, ông bà cha mẹ có đức thì con cháu mặc sức mà ăn. Mà cái đức là từ chỗ nào? Vì chúng ta làm ông bà cha mẹ, chúng ta biết tu nhân tích đức, rồi chúng ta dạy cho con cháu mình tu nhân tích đức. Quý vị nhớ, mình giàu, mình nghĩ con mình giàu chưa chắc, đời mình giàu mà đời con mình chưa chắc giàu, của cải này nó có thể phá sạch. Nhưng mà quý vị giàu, quý vị biết dạy cho con bị tu nhân tích đức thì con quý vị mới tiếp tục giàu. Từng đời mà nói tiếp như vậy thì gia đạo này thịnh là 100%, chắc chắn luôn, thịnh đó. Nên á, người ta mà dẫn 2000 người đi mà thấy mà ghe tàu chở gì đâu mà chạy dưới sông rồi chở ra đường, quý vị thấy nhìn cái cảnh mình ta dùng sâu dùng xa như vậy. Nên những đức nói với ca sĩ Kim Thoa rằng mình mà hát cho những người này nghe, tội nghiệp họ, họ đi lên đây họ tu 4 ngày mà chùa mình rộng gì nhưng mà chỗ ở chặt hết trơn, họ phải nằm ở ngoài đường, họ nằm ở ngoài xăng, họ nằm ở chánh điện, họ nằm chỗ nào mà chảy mũ được thì họ nằm bằng đêm, không có cái mền. Tại vì sao quý vị coi cái số lượng đông 10 mấy ngàn người, rồi có 10 mấy ngàn người rồi mua mà không biết để chứa đâu. Quý vị coi á, từ nơi đó mà những lần sau á, lễ Vía Quan Âm á, hiểu không? Nếu như á, mà mình mua được á, một cái mền nhỏ nhỏ cầm theo, hiểu không? Hay lắm. Bây giờ mình nghĩ gì nè quý vị, mình nghĩ gì nè quý vị? Mình nghĩ rằng là bây giờ á, khi mình đến đây 4 ngày xong á, rồi mình về, mình để lại một bãi chiến trường này, nhà chùa phải gom góp để giặt mà mưa gió kiểu này, tội nghiệp cho mấy cô, mấy chú ở trong chùa quá trời luôn. Thì bây giờ thôi, cái gì mà mình không cần xài phước thì thôi đi, mình tu mình đem cái phước về luôn. Rồi á, mình mua cái mền mỏng mỏng thôi, với một cái gói hơ mỏng mỏng, mình để vô cái bịch nhỏ nhỏ, cái gói hơ á, rồi xong mình cầm theo, thấy không? Mình đi đến đây mình đập đập nó, cái nó phì ra nằm được rồi, thấy không? Xong mình đem về, giống như cái gói với cái mền này chiên để đi chùa luôn, hay là đồ đi chùa, không được ngủ ở nhà, hiểu chưa? Rồi xong mình về mình giặt một cái là xong rồi.
Nhưng mọi người chia ra chút thì nó không phải là gom lại cho một số người này làm dữ quá. Chính bản thân Như Đức trong chùa thấy họ cũng tội nghiệp quý vị. Bây hôm lễ Vía Quan Âm chùa chúng ta tổ chức á, cái lần đó tổ chức mà giặt mền 2 tháng mới xong. Tại vì nó cái đống mền kinh quá, mền gói chiếu gì đó mà quá trời nhiều. Rồi phơ đem ra đem vô mưa quý vị. Nên từ bây giờ mình kinh nghiệm đi quý vị. Nó mấy cái cô trưởng đoàn mà có tiền bao luôn. Mua mền luôn. Hiểu không? Mua mền tặng cái nhóm đi chung luôn. Sanh không mang đến, chết không mang đi. Tạo cái cầm theo được đi. Hiểu không? Đó, thông báo rồi đó nghe. Đó. Nên chúng ta lay quay rồi tới Du Lan nè quý vị. Hình như Du Lan kỳ này nè, để Như Đức đọc ngày tháng cho quý vị biết nè. Du Lan nè, coi đâu mất tiêu rồi. Tháng 7 nè. Tháng 7 lễ Vu Lan nè. Là ngay ngày 17 tháng 7 ha. Rồi ngày Tây là ngay 1 Tây tháng 9. Là ngày thứ nhất bên chùa mới này nghe. Ngày thứ hai là thứ 7. Cái bữa trước là thứ 6. Bữa sau là thứ 7. Là ngày 18 tháng 7 âm lịch nghe. Là ngay ngày 2 Tây tháng 9 dương lịch là lễ Quốc Khánh. Là quý vị ba ngày này nghỉ lễ không đó nghe quý vị. Ta nghỉ lễ luôn đó. Mà ngày 2 tháng 9 là ngày sinh nhật Nhẫn Đức. Thấy không? Mà mình thì sanh ra đời là mừng lắm rồi, không dám nói hai chữ sinh nhật. Xin thưa quý vị là cuộc đời Nhẫn Đức mắc cỡ nhất là nói hai chữ sinh nhật. Vì sao vậy biết không? Vì Nhẫn Đức thấy hồi xưa mình trên thành phố mình lam lũ, mình cực, mình nghèo quá. Ở dưới quê ngày xưa còn nhỏ nhỏ mà kiếm cơm ăn còn không ra. Sau này bà đặt học đòi làm sinh nhật sinh gì. Nên hồi xưa là lúc còn nhỏ hay lớn lên cũng không có nói hai chữ sinh nhật. Mà thấy người ta tổ chức sinh nhật thì cái ngày đó mua 1 lít rượu đế nhậu là mừng sinh nhật của mình rồi đó. Thấy không? Bây giờ thì ngay ngày này thì sao? Chúng ta tổ chức Du Lan tưởng nhớ đến cha mẹ của mình. Ha. Đó là 1 Tây tháng 9, 2 Tây tháng 9 là 2 ngày đúng không? Ngày 2 tháng 9 chúng ta tổ chức bên Đại Tùng Lâm ngay trung tâm văn hóa nghe. Rồi 3 Tây tháng 9 chúng ta là ngay ngày 19 tháng 7 âm lịch là ngày 3 Tây tháng 9 cũng còn nghỉ lễ ngay hộ pháp 3 ngày. Đó, 3 ngày quý vị mà được nghỉ lễ luôn. Khắp nơi nơi quý vị nên về tu. Về đây thì yên tâm, gạo thì đầy đủ, đồ hủ bao la, không cần lo ha. Cứ về đi, về tu. Rồi tất cả các cụ già khắp nơi nơi nghe, bây giờ cơ ngơ hòa thượng xây sẵn có gì nè các cụ. Bây giờ con cái nuôi khôn lớn hết rồi, mình nên lo con đường giải thoát của mình đi các cụ. Những đức nói các cụ già về nói với con cái, rồi có của cải gì chia chác cho con cái đàng hoàng hết đi, rồi các cụ vô đây sống với những đức ở đây. Hiểu không? Vô đây chùa có phòng hộ niệm, cái gì cũng có đầy đủ hết trơn. Xe đưa đi rồi quan tài những đứa cũng mua sẵn kho sẵn á. Bên đây chùa mới một kho quan tài, bên Đại Tùng Lâm cũng có cái kho, bên hộ pháp cũng có. Tại vì mình nuôi người già mà, chuẩn bị hết luôn. Khi các cụ mắc ở đây á nghe, là người trong chùa tắm các cụ, người trong chùa liệm luôn, những đức thì kinh quan tài đó. Nên các cụ già sắp xếp được vô đây. Còn các người trẻ mà chồng bỏ chồng chê rồi đó, người ta chê mình rồi, thôi vô đây. Người ta chê bị chứ những đứa không chê. Trời ơi, nửa đời của mình á, là mình vì gia đình mình vì chồng mình sinh con, mình đẻ con quá trời luôn. Mà vậy mà người ta chê mình xấu. Đúng không? Nửa đời còn lại mình lỡ gãy gánh rồi đúng không? Còn hạnh phúc thì mình cứ sống bình thường, chứ không được bỏ nhà bỏ cửa nghe. Nhưng mà lỡ người ta bỏ, người ta chê mình, thấy thôi, giờ nửa đời còn lại của mình, thôi mình đi vô chùa, mình nuôi người già với thầy. Cuộc đời còn lại nên sống những ngày tháng ý nghĩa trong ngôi nhà Tam Bảo. Đúng không? Nhìn nhận ra được thì làm. Đó, hoặc tới tới lui lui mình cộng tu. Nên những đức thường khuyên những cái cô mà bây giờ mà vợ chồng mà xa nhau gãy gánh rồi đó, mình sống như vậy nuôi con đi.
Dù mình nghèo nghe, mình nghèo nghe, nhưng mà mình nuôi con mình sau này con mình tôn trọng mình đó. Mẹ nghèo nhưng mẹ vẫn khi xa ba con là mẹ vẫn sống như vậy đàng hoàng để mà nuôi con, chứ không có bước thêm bước nữa. Cố gắng duy trì nghe. À, bước thêm bước nữa khổ á. Nói rồi mình học Phật, mỗi ngày mình niệm Phật bình thường vậy. Nên nhiều cô đi đến chùa mình á, là các cô duy trì được là do những đức nhắc hoài cái vụ này. Tại vì mình gặp được pháp môn tịnh độ, pháp thù thắng mà. À, rồi lay quay á, qua dưới Quan Âm này tới mùng 3 tháng 7 là người mù. Năm thứ 6 quý vị. Mà nghe nói ca sĩ Kim Tho cũng hát đúng không? Ba tây tháng 7 kiếm thị. Mấy anh chị ca sĩ mà nếu mà rủ được đồng nghiệp ca sĩ của mình mà đi đến âm lịch hay lắm. Những đức nói rằng riêng chương những đức tổ chức chương trình khiếm thị nghe, là những đức thích là rủ người ta có tiền đổi ra cho người mù đi. Những đức nói với vị dẫn con cháu vị theo đi, rồi cho con cháu mình nó thấy ra cuộc đời này còn nhiều người khổ quá, rồi quý vị đổi tiền ở vị cho họ đi. Những đức không có kêu quý vị đưa tiền những đức đâu. Những đức nhìn người mù tội nghiệp lắm, què hoặc tật nguyền tội nghiệp ghê, mà khoảng 5.000 người, khoảng 5.000 người bên hộ pháp chúng ta. À, nếu mà mấy anh chị ca sĩ mà rủ được mấy người mà đồng nghiệp ca sĩ của mình á, đi đến dự chương trình đó, rồi mình nhìn đi mình thấy rằng đúng là trong cái thời đại phát triển này mà còn bao nhiêu mảnh đời, bao nhiêu con người khổ quá trong cái cuộc đời này. Tự nhiên mình nhìn ra mình thấy ô mình quá hạnh phúc. Thật sự mình rất là có phước, nên mình có giọng hát hay, mình cũng đẹp, đúng không? Đó, có nghĩa là mình hát hay, rồi mình cũng có được, rồi mình có điều kiện. Có nghĩa là trong cuộc đời này hay lắm á, mình gặp Phật pháp nữa chứ. À, nên từ nơi đó mà tự nhiên kết duyên với chùa mình, cái tự nhiên nó ra nhiều chương trình lắm, nhiều chương trình thiện nguyện cho mình để tu phước duyên lắm mấy vị ơi. À, đặc biệt lắm á. À, ồ Kim Tho là từ thành phố lên đây hay gì ta? Thành phố hả? Gần. Đó. Chùa mình tổ chức 4 ngày lễ viếng Quan Âm. Nếu mà còn những bài hát nào thì bữa cuối cùng 20 á, giờ này nè, ở hộ pháp, nếu sắp xếp được, tùy duyên nha. À, nhận được nêu cái tùy duyên không à, tùy duyên. Kệ, mình á, cũng được nghe, mà cho nhiều người bà con miền quê cũng được nghe, vậy thôi. Còn ngoài ra mà bận biểu thì không sao, không có gì hết. Chùa mình thì Nhật Đức cũng yên tâm là vì không có ca sĩ hát thì Nhật Đức cũng hát à. Nhật Đức hát bao nhiêu năm nay rồi, hiểu không? Đó thì hát với cũng quen rồi. Thì bây giờ mà thêm mà mấy anh chị ca sĩ đó thì kết hợp đặc biệt quá. Nó có những cái nhân duyên đặc biệt nó kết nối với nhau. Với quý vị có khi cũng còn cha mẹ già, có dịp dẫn cha mẹ già đến chùa mình. Thật sự mà nói bổn phận làm con của mình, dù lo cho cha mẹ cơm ăn áo bằng cuộc sống đầy đủ, nhưng mà để cha mẹ già cuối đời không biết đi về đâu tội nghiệp quá. Thôi bây giờ chúng ta nên dẫn cha mẹ già có duyên á, đi đến đây tập tu đi, tập niệm Phật đi. Biết đâu những đức nói chuyện họ thích làm sao. Rồi bắt đầu là cha mẹ già của mình được gần gũi ngôi nhà Tam Bảo nè. Bây giờ chúng ta có duyên quen nhau gì, mai mốt nếu cha mẹ già mà trăm tuổi già đó, đưa lên đây những đức hộ niệm cho. À, không có gì chứ, mình là sống hết lòng lắm. Quý vị thì chuyên hát, còn tôi chuyên niệm Phật. Tôi chuyên niệm Phật, tôi hộ niệm cho, để đưa tiễn người ta đi về với Phật. Cái bộ phận làm con mình làm được điều này mình mừng lắm quý vị. Nên tất cả những người làm con ở đây nên dẫn dắt cha mẹ già mình gần gũi chùa này nè. Tại vì cái tuổi già, cái ý niệm cuối cùng của mình mà thiện thì cái sự tái sinh của mình nó tốt dữ lắm. Còn nếu như ý niệm cuối cùng mà là vật chất của cải thì cái sự tái sinh khổ đau, đọa lạc. Nên chúng ta bây giờ phải rèn luyện cho người thân của mình. Và bản thân mình nè, mỗi ngày phải tập tu, mỗi ngày phải rèn cái tâm. Nên hai bài pháp mà mình phải nghe, đó là một câu ai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Mỗi ngày những đức giảng quý vị nên nghe. Mà nghe hai bài pháp nó viết là nó cởi mở tâm tư liền. À, nó cởi mở tâm tư, nó vui dữ lắm. Nó cứ bấm vô cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ đăng ký, hoặc thầy thích những đức. Mình đăng ký đi rồi bắt đầu là mỗi ngày đều có những bài pháp mới cho mình nghe. Từ nơi đó dù ở xa nhưng mà chúng ta cũng mặt đối mặt để mà cùng học tập, cùng tu, để mà cuối đời hướng về cực lạc, đúng không? Đó, vậy thì quá đặc biệt rồi.
Hôm nay Nhật Đức nói chuyện thời gian ít chút thôi, tại phải còn với chương trình của mấy anh chị ca sĩ để hát cho quý vị nghe. Chứ thường Nhật Đức giảng tiếng rưỡi, hai tiếng hồ. Nhưng mà thôi bữa nay mình nói chuyện nhiêu thôi. Nhưng mà ngộ nghe, có ca sĩ đến hát làm như Nhật Đức nói chuyện nhẹ nghe quý vị. À đúng quý vị. À mà nói chuyện nhẹ nhẹ làm như mình cũng ngại ngại thôi. Có người ta ngồi ở đây mà cũng văn giống như đồng nghiệp đi. Đây là tu sĩ, đây là ca sĩ, hiểu không? Chứ mỗi ngày mà cũng nói la lối sùm, quơ tay quơ chân đồ dữ dằn đúng không? Mà bữa nay thấy không thấy quơ tay á nghe. Thôi bây giờ mình nói dữ quá đây người ta nghe người ta ớn rồi, đây người ta lên hát người ta rung. Thôi mình nói nhẹ nhẹ đi đúng không? Chứ mỗi bữa giảng dữ lắm đúng quý vị? Giọng la lối quá trời luôn mà. À, bữa nay nói vừa vừa ha. Thôi kệ, tôi thấy 4 ngày tôi dưỡng sức á. 4 ngày đâu mà. Tối còn lại 500 danh hiệu. Thấy không? Nên mấy buổi giảng này là vừa vừa thôi. Làm sao mà tới ngày thứ tư được mà vẫn giữ được cái âm điệu cái tiếng này. Bởi Phật gia hộ. Chứ làm sao mà cái tiếng mà la mà rống mà 500 danh hiệu mà giảng với lại mà tính ra 4 tiếng rưỡi không uống miếng nước mà không khan tiếng, quý vị nghĩ sao? Nhưng Đức tin chắc Phật gia hộ, đúng không? Bây giờ mỗi một cái câu niệm Quan Âm mà quý vị coi, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Triều A. Mỗi một tiếng niệm vậy mà nó 500 danh hiệu mà có những tiếng mạnh hơn. Mà vậy mà cái tiếng vẫn giữ được, tin chắc Phật gia hộ. Đúng không? Đó. Nên mỗi người mình phải niệm Phật nghe. Đó. Nên những đức tin chắc rằng các anh chị ca sĩ mà đi đến đây viết chắc chắc niệm Phật. Chắc chắn luôn. À. Không mà niệm Phật vui lắm nghe. Mình vừa bực bội gia đình hay bực bội ai cái mình, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Là nó dịu cái tâm liền à. À. Thí dụ như bây giờ bữa nay cái tiếng mình khao khao đi, mình chuẩn bị lên hát mà bữa nay còn cổ đau đau đúng không? Dùng cái cách niệm Phật này cổ thông liền. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cứ niệm đi. Lên hát là thôi đặc biệt lắm. Có khi những đứa cũng bị đau cổ nữa mà những đứa ngồi bên kia những đứa niệm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Xong hít một hơi. Nghĩa vì thấy không, cái hơi đầu nó ngắn nha. Nhưng mà cái hít sâu một hơi giữ lại. Hít sâu một hơi giữ cái hơi lại. Bắt đầu niệm. Niệm xong hết một hơi đó xong, hít một hơi thiệt sâu, lấy cái hơi đó để niệm một chút cổ thông. Mà nó khi niệm đó nó nghe, cái câu vật hiệu nó làm cho cái trí của mình nó dịu lại. Tại vì có người mình khi làm việc mà lo ấu gì nó căng thẳng, mà khi dùng câu vật hiệu để mà nó so dịu cái trí của mình. Khi trí mình nó dịu lại, nó nhẹ lại, bắt đầu con người mình nó sáng lên. Tức khắc lên hát cũng hay. À, hát cũng hay, dẫn đâu. À, 100% luôn. À. Thôi chúc quý vị an lạc nha. Ai vô đầu rồi. À, chúng ta chắp tay hồi hướng đi quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.